Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò chơi này với bạn. Và mình đã chơi được cái level 31 của bạn. Đây là một trò chơi trí tuệ ha. Đó, nói dây để giải cứu những cái người đang bị gặp quả hoạn. Vâng. Thì nói dây đi xuống, mình vượt qua đó thì phải là trùng khó khăn luôn mới đi được xuống ạ. Đó, như các bạn thấy đó, hai cái này nó quay. Trời ơi, nó là chết liền, cứ từ từ thôi. Ý còn hai thằng kìa. Yeah, good. Ok, xong rồi ha. Tiếp luôn, lên một tiếp hàng. Này, bây giờ mình phải dăng làm sao đây. Chịu rồi, phải dăng như thế này thôi. Đó, rồi từ từ đi xuống. Từ từ đi xuống. Hai, một cái chiếc xe họ chở 11 con. Một 11 con người. Thì trời. Lạ lắm, lạ lắm. Đó, trời. Rồi nó chém một cái này ngủm. Rồi, xong rồi. Ok.